trên cao đá canh, phía bóng vô trung lộ nên vàng, và đôi chân anh rất kỳ thuật, dưới dắt mặt nhà nhìn sao lắc leo. Anh mũi tên nguy hiểm nơi hàng công của mình, và đôi chân nhanh nhẹn lại có duyên ghi bàn. Dâng cao lên rồi sang ngang mở cánh, anh chơi tinh tế đôi phù bất ngờ. Bao năm đức đã tiền về, anh đã ghi bàn hòa sáng liên miên, sông pha và đã hết mình. Ôi đất Nghệ An quê hương bóng đá, có biết bao nhiêu là nhân tài, và hôm nay đức đã trưởng thành, đi tiếp chặng đường đã anh đã bước. Văn Đức ơi cố gắng ghi bàn thêm thật nhiều, cùng anh em quyết lòng giành lấy ngôi vô địch. Khéo léo tốc độ nhanh như là chớp, solo đẳng cấp đã gọn rút đẹp. Thôi xin chúc Đức còn mình chung kết ghi bàn.